nhiều đêm thi hấp dẫn, vượt qua nhiều thử thách khó nhằn với các chủ đề về quê, nhớ quê và thương quê. Thì trong tuần này, 4 ca sĩ ở bảng 2 bao gồm Quỳnh Như, Trúc Ly, Như Ý và Tú Tri sẽ về đích với chủ đề hồn quê. 4 cô gái hứa hẹn mang đến những tiết mục đầy hương sắc cùng những phần trình diễn vũ đạo đặc sắc. Đồng hành và là người đưa ra những ý kiến đóng góp cho các thí sinh trong tập hôm nay là sự có mặt của ca sĩ Đông Đào, ca sĩ Mạnh Quỳnh, đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh cùng giám khảo khách mời danh ca Ngọc Sơn. Bên cạnh đó là sự xuất hiện của hai đạo diễn Ngọc Duyên và Minh Nhật, những người đã góp phần dàn dựng nên nhiều tiết mục ý nghĩa cho các thí sinh. Để hòa cùng không khí rộn ràng, nhộn nhịp của những ngày cuối năm, xin mời quý vị thưởng thức những món quà âm nhạc thật vui tươi đến từ sân khấu của Đánh Thức Đam Mê ngay bây giờ. Anh vẫn thắc mắc một điều này Như à, so với hồi mà em thi solo bolero á, với ngày hôm nay mình tham gia Đánh Thức Đam Mê này nè, em thấy cái nào khó hơn? Dạ, thưa anh, thưa quý vị khán giả đang xem chương trình Đánh Thức Đam Mê, đối với em thì cuộc thi nào cũng khó hết. Đã gọi là thi rồi thì mình có trong đó một cái áp lực, một cái gì đó cần phải phấn đấu để cho tất cả quý vị cùng đón xem. Thì cuộc thi này em cảm thấy rất là thú vị, để em có thể trau dồi được múa, diễn xuất chứ không phải là đứng hát không. Kiểu như là mình có cơ hội làm những điều trước giờ mình chưa từng làm, đúng không nè? Dạ, rồi hôm nay thì bạn sẽ lựa chọn ca khúc nào đây? Là một ca khúc nói về tình quê, một ca khúc rất là dễ thương và em mong là quý khán giả sẽ ủng hộ em với ca khúc Tình Thấm Duyên Quê ạ. Đây, Tình Thấm Duyên Quê mà có nón lá là một hồi chắc chắn là cũng sẽ múa với nón lá đây, để xem Quỳnh Như sẽ thể hiện tài năng của mình như thế nào nhé. Chúng ta hãy cùng chào đón phần dự thi của Quỳnh Như. Ngọt ngào dâng hương vương mái tóc xanh, những tình mặn mà là những tình đơn sơ, quê tôi phân đẹp đẹp mấy tình ngây thơ. Chiều làng quê say sưa trong tiếng ca, người làng quê yêu bông lúa thiết tha, những mẹ già nuôi trông trẻ đùa xóm dưới, run run môi cười như thuở còn đôi mươi. Khôn trên sông con đỏ ngang, khoan hư khoan hò em về chăm lo, việc nhà thóc lúa buôn vườn cả liếm dưa. Anh ơi khoan hò khoan, lúa chín tô mồ hôi bao ê chề, tới mùa đơm bông khơi ngàn lối sông, gặt nhanh ta gánh về. Chiều tàn rơi trên đê nghe tiếng ai hẹn hò nhau vui duyên thăm gái trai, tiếng hò chơi vơi khi trăng ngà lá lơi, đêm quê rộn ràng bao tiếng chảy buông lơi, hàng dừa cao im mơ soi bóng sông, mong ngày mai say sưa những ước mong, gái miền sông hương hẹn trai miền Cửu Long, hai ta ước thề xây thắm tình xuyên quê. Cả liếm dưa anh ơi khoan hò khoan, lúa chín tô trì tới mùa đơm bông khơi ngàn lối sông gặt nhanh ta gánh về. Chiều tàn rơi trên đê nghe tiếng ai hẹn hò nhau vui duyên thăm gái trai, tiếng hò chơi vơi khi trắng ngà lá lơi, đêm quê rộn ràng bao tiếng chày buông lơi. Hàng dừa cao im mơ soi bóng sông, mong ngày mai say sưa những ước mong, gái miền sông hương hẹn trái miền Cửu Long, hai ta ước thề xây thắm tình duyên quê. Gái miền sông hương hẹn trái miền Cửu Long, hai ta ước thề xây thắm tình duyên quê. Sau khi mà nghe con hát đó thì bác rất là muốn về thăm quê. Nó thanh bình và nó tươi sáng, đặc biệt là cái giọng của con nó thanh, nó vang lên, nó trong trẻo vô cùng. Hẹn hò nhau vui duyên thăm gái trai, tiếng hò chơi với tiếng ai đó con lấy rất là hay luôn. Đối với chú Quỳnh thì qua hai cái vòng đầu, cái vòng này con đã làm một cái sự bứt phá mãnh liệt luôn á. Tiết mục này đúng là mãn nhãn mãn nhĩ đó. Một bức tranh đạo cụ cứ thích cái cảnh quê hương như vậy đó. Bác rất là thích những cái đạo cụ mà đưa vô nó có tính chất mà gợi nhớ về quê. Chỉ cần một cái nét thôi, cái nón, cái áo hay là một cái quạt thôi thì nó mang lại cái sự gần gũi với quê. Và đặc biệt là con múa, con diễn ngày hôm nay rất là quyện vô. Nhờ cái đôi quạt đó hay sao mà bé rất là nhuần nhuyễn nha. Và thích nhất là những cái mà máy quay cận, bắt đầu vừa múa xong bắt đầu vô hát á. Anh ơi quan họ khoan trên sông con đỏ ngang, rất là dễ thương, rất là hoàn hảo. Thật ra thì mỗi thí sinh bác vẫn đòi hỏi cao, nhưng mà riêng với con thì bác có một suy nghĩ là con cứ phát triển theo một cái thứ tự mà cái tuổi của con đang lớn, nó tự nhiên một chút để đừng đánh mất cái mà mình đang có. Con vẫn giữ được cái độ trong trẻo và cái độ thanh xuân ở cái lứa tuổi của con thì con hãy ráng lên và giữ cho mình được cái thanh xuân trong mỗi lần lên sân khấu. Còn cái sự quyết tâm vẫn phải lên nó nhiều. Nói gì nói mình vẫn phải trưởng thành, vẫn phải bước đi những cái bước nó phải chắc và nó cũng phải nhanh, chứ mình cũng không được ỷ lại, đúng không bác Vinh? Ngày hôm nay rất là dáng thiếu nữ. Và khi mà con búi cái tóc lên đó, nó nhìn thấy cái độ chững chạc của người thiếu nữ đó, nó đầy hơn. Phải nói là tập trước và tập này con làm cho bác rất là vui, khi mà cách đây không lâu bác đã gửi trao cái quán quân cho con. Và con đã có một cái lộ trình để phát triển rất là vững vàng. Bác rất là mong chờ tương lai của con. Chúc mừng. Dạ con cảm ơn bác Minh. Thực sự thì con nghĩ rằng là đường tương lai của con rất là sáng. Chắc chắn là những cái lời góp ý này sẽ là hành trang của con sau này. Và sau này con tin chắc rằng khi con gặp lại Quỳnh Như, lúc đó là một ngôi sao sáng của trên bầu trời âm nhạc Việt Nam. Chúc mừng con. Dạ con cảm ơn cô ạ. Cảm ơn giám khảo Đông Đào lại tiếp tục cho bé thêm động lực để bé cố gắng hơn nữa. Hãy cố gắng để trở thành một ngôi sao sáng như là cô giáo Đông Đào đã nói. Thế thì quay qua tới thầy giáo Ngọc Sơn ạ. Giọng ca này đúng cái tầm nữ trung và không cao không thấp, giọng ca này đã ở tuổi dậy thì rồi. Và chúc mừng con dậy thì thành công. Dạ con cảm ơn thầy. Chúc mừng bé Quỳnh đã được dậy thì thành công. Và thưa quý vị, đây là một cái điều mà tất cả chúng tôi đều cảm thấy hạnh phúc. Mong rằng là sự dậy thì thành công của bé sẽ giúp cho bé có được một vé để bước vào vòng trong. Xin cảm ơn. Hôm nay thấy đứng trên sân khấu bốn người đàn ông chúng ta là có phân chia rõ rệt ra hai mảng rồi đó. Em với anh Tiết Duy Hòa bên này lộng lẫy biết bao nhiêu, cái bên kia mình đơn giản biết bao nhiêu vậy hả anh Nguyên Bảo và anh Minh Nhật ơi? Trên sân khấu ngay lúc này là hai số phận khác nhau. Bên đây thì rất là cao sang quyền quý. Dạ, bên đây thì nhìn vô là thấy là nghèo nàn khắc khổ rồi đúng không ạ? Và cái khổ đó nó cũng dẫn vào cuộc đời của chàng trai này ngày hôm nay luôn. Bị cấm đoán đúng không? Cấm đoán chắc chắn. Bây giờ... Nhưng mà nó khổ một cái nè, đã cấm đoán rồi cho dù có yêu thương cách mấy cũng không bao giờ tới được. Thứ nhất tại vì mình đã không có quyền thế, thứ hai không có tiền bạc thì phải ngậm ngùi chấp nhận ôm cái đắng đó vào lòng. Không có môn đăng hộ đối đúng không ạ? Phải không anh Tiết Duy Hòa? Cho em hỏi tí xíu, bây giờ mình đóng vai là một người cha thì thường nha, có con gái mà lớn tới tuổi trưởng thành rồi đó mà có người yêu một cái, trường thấy ông bố nào cũng cảm thấy lo lắng. Đối với anh thì sao, anh có như vậy không? Chứ đó là tâm lý của cha mẹ thôi, lúc nào cũng muốn lo cho con phải có hạnh phúc, có đầy đủ cơm no áo mặc đó. Cho nên vì vậy mà khi mà con mà chọn chồng thì lúc nào cái tâm lý cũng chờ chọn một người chồng để có sự nghiệp, có cái nghề, hoặc là có gia thế tí xíu. Đó là cái tâm lý của cha mẹ. Dạ. Câu chuyện mà mình yêu một người mà không được đến bên cạnh người ta, nhìn thấy rồi đó mà vẫn lỡ hẹn với người ta, khổ nha. Trong bài nó có một câu là thương muộn còn thương. Thì không biết là ngày hôm nay ca sĩ Như Ý cùng với sự hỗ trợ của diễn viên Tiết Duy Hòa và diễn viên Lê Nguyên Bảo sẽ mang đến một câu chuyện với những diễn biến như thế nào. Mời quý vị sẽ cùng theo dõi thông qua Bông Bí Vàng. Anh Bảo. Dạ cô hai. Sao cứ kêu tôi cô hai hoài vậy? Hai đứa mình từ nhỏ lớn lên cùng nhau, anh kêu tôi bằng tên không à? Thế tự nhiên dạo này anh kêu tôi cô hai là sao? Mấy nay anh sao vậy? Sao cứ né tránh mặt tôi hoài vậy? Không ấy, cô hai đừng có gặp mặt tôi nữa. Anh nói gì vậy anh Bảo? Hai đứa mình đã có hứa hôn, yêu thương nhau, ai cũng biết hết trơn á. Cái bây giờ anh kêu tôi không gặp mặt anh nữa là sao? Không ấy, cô hai đừng có thương tôi nữa. Thương tôi cô hai khổ lắm. Cô hai thấy đó, tôi làm ngày làm đêm, làm năm này qua tháng nọ. Không phải là tôi không chịu làm, mà làm hoài có khá nổi đâu. Em không cần gì hết, chỉ còn hai đứa mình thương nhau, vậy là hạnh phúc rồi. Anh có thương em không? Làm gì ôm xà neo vậy? Buông ra coi. Ba. Dạ. Ba mới tới hả? Ừ. Ba ơi, ba nói là hôm nay ba tính cái chuyện của con với anh Bảo, đúng không ba? Ừ. Đã tới lúc ba rồi, nói chuyện của hai đứa rồi. Đó, anh thấy chưa? Dạ. Anh cứ lo lắng không à. Ba mà đã nói là hai đứa mình đã hứa hôn với nhau thì chắc chắn rằng em sẽ là vợ của anh, đúng không ba? Cậu Bảo, đây là số tiền tôi bồi thường cho cái việc hồi hôn lại với cậu và con gái của tôi. Ba! Ba nói cái gì vậy ba? Đến. Ba! Ba chỉ có một đứa con gái thôi, ba không thể gả con gái của bà cho một thằng khốn rách áo ôm như vậy. Ba! Đừng làm vậy như mà ba! Ba ơi con xin ba mà! Nếu con gái tôi thì cậu không muốn cho nó khổ đúng không? Như cậu vậy thì làm sao đem hạnh phúc đến con gái tôi? Không có tiền thì sẽ không có hạnh phúc đâu cậu ạ. Cô hai, cô hai nghe lời ông chủ nói đi. Một thằng khố rách áo ôm như tôi, không có tiền, sao mà đem lại được hạnh phúc cho cô hai? Anh Bảo. Trời ơi, rồi cái số tiền này tôi làm cả đời cũng không có được luôn đó ông chủ. Tôi cảm ơn ông chủ. Tôi cảm ơn ông chủ. Ba, ba đừng có làm vậy mà ba. Con thấy như ba mà. Nó chỉ thương tiền thôi con à. Sáng mắt con chưa? Tụi bay đóng cửa lại. Ba! Ba ơi! Ba thả con ra mà ba. Mấy đứa đâu? Mấy đứa ra canh chừng cô hai. Còn cậu nhớ giữ lời hứa, đi cho khuất mắt nơi này, không được leo hánh về đây, nghe chưa? Dạ. Bông bí vàng ngoài vàng cùng em chồng anh không hay, trời sáng mơ bóng cất trái, từ đó em buồn. Trời mưa trên khó biết nào, trời rụng giọt mưa sao xuyên sao nhà anh, dẫu đổ điểm leo mà nhà em mẹ cha rau mấy nước rau, hỏi chớ con đường mòn nào mà hai đứa để gặp nhau xuôi nên. Ta làm việc nhiều kiếm đồng tiền dành mua sắm trầu cao, trấu cài ruộng gò, trấu thở liên gió. Con trâu ơi thương dừng cuộc tình, họ đang cần có đôi bạn làm ăn. Bây giờ trong xanh dương trời, cao chỗ quê cao mà mẹ cha không ngó xuống, gió thổi nông nông mà mẹ cha chưa mát trong lòng. Hai bông bí em chồng anh đem lũ cầu xin, bây giờ trời mưa ngập ruộng, thương muộn con thương. Cuộc tình duyên trôi theo dòng nước, vì chỗ bông thơm một vàng bông, không muốn hái bông nào. Nhớ thương nước cuộc tình sao nghe rũ quặn đau. Thương một kẻ phố rách áo ôm của tôi, thiệt thòi cho cô hai lắm. Hãy cứ coi như tôi là một kẻ tham tiền, quên tôi đi. Bây giờ trong xanh dương trời, cao chỗ quê cao mà mẹ cha không ngó nghe rủ quần đau. Rồi là phần trình bày của ca sĩ Như Ý. Theo Nhật được biết, bài Bông Bí Vàng này là bài ruột của chị Đông Đào. Vậy thì bây giờ em xin phép được mời chị Đông Đào có thể là cho Như Ý thêm một vài những cái nhận xét cũng như là vài kinh nghiệm của chị khi trình bày bài này không ạ? Thực ra Như Ý cũng rất là mạo hiểm khi chọn bài hát này đó. Tại bài hát này rất là khó và đặc biệt là nó rặt cái chất Nam Bộ. Như Ý sống Phan Thiết luôn, cho nên khi em phát âm những cái từ Nam Bộ này hơi nhòe hơn cái tạch trước. Nhà anh dấu đổ điểm leo. Có lẽ là do chị là người miền Nam chẳng hạn, chị lại là cái người đã từng hát bài hát này, cho nên chị muốn là đặc tả cái cách phát âm nhả chữ nó rặt miền Nam luôn chút xíu. Nhưng em đã đưa vào một cái luồng gió. Cái giọng của em, giọng dày, giọng đẹp, lên cao cũng chắc và phát âm tôi nghe rất là dễ chịu. Hai bông bí em trồng, anh đêm lũ cầu xanh. Hai bông bí em trồng, anh đem luộc cầu xin. Cái câu nó dân dã lắm. Anh thích nhất cái đoạn mà em hát là nghe ruột quặn đau. Em hát cho nó rất là nhiều cảm xúc. Sao nghe ruột quặn đau. Ước gì lúc mà gần hết đó, có những cái bông bí vàng nó dắt lên cái hàng rào á, thì nó cũng dễ thương. Nó điểm tô thêm cho cái bài hát. Và cái tiểu phẩm này thì đứng ở một góc độ khán giả nhìn vào tôi thấy rất là hay. Thật ra bài hát này đôi khi em rơm rớm em hát, em diễn đạt được rất là tốt, tại cảm xúc rất là đông đầy. Sau khi mà ông ấy trả lại cái hồi môn cho cái người bạn trai mình, em diễn cái rất là hay. Ba nói cái gì vậy ba? Đến. Ba chỉ có một đứa con gái thôi. Ba không thể gả con gái của bà cho một thằng khốn cách áo ôm như vậy. Ba đừng làm vậy mà ba. Đúng là một cô gái tiểu thơ nhà giàu, em đã thể hiện đúng cái vai của em. Nếu mà em muốn diễn xuất thêm thì cái thoại nó cần thêm sức nặng chút. Mình bỏ cái cảm xúc vô, mình nhấn nhá ra chút, nó có cái cảm xúc nhiều hơn. Riêng tôi thì tôi ủng hộ hết mình và tôi rất là thích cái tiểu phẩm này. Quý khán giả thân mến, Mưa Trên Quê Hương là ca khúc tiếp theo mà Tú Tri sẽ mang đến Đánh Thức Đam Mê phiên bản Tình Quê. Hôm nay thì với dàn dựng này có vẻ là bạn sẽ phải đến với một thử thách về vũ đạo đúng không nè? Dạ đúng, và vũ đạo cực kỳ công phu luôn. Mà hôm nay bài của mình là Mưa Trên Quê Hương, không biết là có mưa thiệt đây không ta? Em cũng hồi hộp lắm, em không biết có mưa thiệt không. Nhưng mà em có muốn mưa thiệt không? Em muốn chứ. Muốn đúng không? Lâu rồi không được tắm mưa nên hôm nay em chắc chắn là em phải đòi tắm mưa cho bằng được anh Nhật. Liệu anh Nhật có chiều em chỗ này hay không nhỉ? Đây là những sự đòi hỏi của Tú Tri luôn. Mà em thích vậy anh, mình phải đòi cho tới. Đòi mình có được những cái điều đó, mình làm cái màn trình diễn nó mới chân thực. Dạ. Thì quý khán giả mình coi mới thích đúng không ạ? Nên là bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với tiết mục của ca sĩ Tú Tri, Mưa Trên Quê Hương. Trên những khóm hoa dây trầu, lòng ra sao niềm vui phơi phới. Mưa cho đám lúa gieo thành bình, mưa cho những chú trâu phơi mình, mưa cho mẹ già em bé cười đập tình. Mưa trên những nhánh sông mơ màng, mưa trên những lũy tre quanh làng, từng giọt nhẹ nhàng rơi trên lá. Mưa cho lớp đất khô trên đầu, mưa tươi mát khát khao trong lòng, cho gia đình nồng thêm nghĩa tình vợ chồng. vào tình quê hương mến yêu, ruộng đồng thêm xanh, đất đai an lành, lứa đôi gia đình nở nụ cười ôm lấy tình xanh. Chiều mưa nhớ ai, tháng năm mỗi mòn, từng ngày dài hoài mong cố hương, nghẹn ngào mưa rơi nhớ thương quê mẹ, ước mong sương vầy hẹn một ngày con sẽ quay về. Còn vang mãi để dưỡng nuôi con khôn lớn nên người. Mưa trên những luống rau xanh màu, mưa trên những khóm hoa dây trầu, lòng giặt rào niềm vui phơi phới. Mưa cho đám lúa gieo thành bình, mưa cho những chú trâu phơi mình, mưa cho mẹ già em bé cười đậm tình. Mưa trên những nhánh sông mơ màng, mưa trên những lũy tre quanh làng, từng giọt nhẹ nhàng rơi trên lá. Mưa cho lớp đất khô trên đồng, mưa tươi mát khát khao trong lòng, cho gia đình nồng thêm nghĩa tình vợ chồng. Hồ ơi hồ, tiếng mưa rơi đều dạt dào tình quê hương mến yêu, ruộng đồng thêm xanh, đất đai an lành, lứa đôi gia đình nở nụ cười ôm lấy tình xanh. Chiều mưa nhớ ai, tháng năm mỗi mòn, từng ngày dài hoài mong cố hương, nghẹn ngào mưa rơi nhớ thương quê mẹ, ước mong sương vầy hẹn một ngày con sẽ quay về. Nghẹn ngào mưa rơi nhớ thương quê mẹ, ước mong sương vầy hẹn một ngày con sẽ quay về. Cách diễn xuất của em rất là hay, hát hay, múa rồi cũng rất là giỏi. Nghẹn ngào mưa rơi nhớ thương quê mẹ, đối với anh gần như là hoàn thiện, anh nói với gà luôn á. Nếu em đừng có làm cái này nữa thì có thể là anh sẽ cho em 10 điểm luôn. Tại vì thứ nhất là em đang hát một cái giọng Bắc rất là Bắc, lúc mà em đứng lên em hát một cô giọng cổ vô anh thấy nó không có liên quan. Mưa trên quê hương như lời ru của mẹ, tiếng hát ngàn năm vẫn còn vang mãi để dưỡng nuôi con khôn lớn nên người. Nếu trường hợp như em ca giọng nam á, thì vô vòng cổ nó sẽ ngọt hơn. Còn cái này đối với anh thì anh không thích. Thêm cái câu cải lương đó thì Ngọc Sơn ủng hộ hoàn toàn. Tại vì tân thời đời mới bây giờ, trong những cái lúc mà hát cải lương, có những lúc người ta dùng cái giọng hơi bắt một tí, chứ không phải lúc nào cũng là cứ hát vô một cái là những cái hát cái câu này mà bắt buộc phải giọng nam. Đó, đôi khi nói vậy đó Mạnh Quỳnh. Mưa Trên Quê Hương là đi qua các miền luôn đúng không? Các miền, đúng rồi. Tôi ủng hộ ngay cải lương rồi, nghe tôi kết liền. Nhưng với cái bài này á, nó không chung được. Quỳnh đang nói cái điểm nối. Nói cái điểm nối á, nó không có, chứ không phải là dở. Như vậy là Tú Tri thiếu một cái điểm dẫn á. Ví dụ trước khi vô cái giọng cổ đó thì mình lắng xuống, mình để một vài cái giai điệu cho nó có một cái điểm dẫn vô. Với lại chọn cái lời của bài hát nó phải nối qua được cái câu kia. Dạ. Có thể là Tú Tri định là một tiết mục gây cái sự bất ngờ hay là gây một cái điểm nhấn. Tuy nhiên chính vì cái điểm nhấn đó nó bị phản cái tác dụng ở cái chỗ là giữa nhạc và cổ nó không có sự liên kết với nhau, cho nên người nghe cũng hụt hẫng. Cái bài này thì anh tiếc một chút xíu ở cái đuôi. Cái mưa khá hay và khá bất ngờ. Tự nhiên anh xem tới hết bài là anh bộc lộ. Wow, cái đoạn đầu giao lưu về mưa sau thấy khi mưa xuống á thì cái đoạn nhạc mà kết nối cái đoạn mưa có cảm giác là tụi em làm thêm vô để cho nó có cái không khí thôi. Nhưng mà đúng cái mưa là phải đẩy lên một cái nội hàm nữa. Có nghĩa là sau bao nhiêu vất vả thì mưa nó rớt xuống, thì cái nhạc chỗ đó anh nghĩ phải đẩy lên. Mà mọi người diễn nó có hơi cao trào lên, như là một cái mùa mà chúng ta đợi bao lâu á, nó phải đổ hạt mưa xuống. Hôm nay vũ đạo rất là đẹp. Hồi tập vừa rồi cô định nói là cái gì đó dí dỏm, thì rõ ràng qua cái tập này thì có dí dỏm nè. Anh rất là thích cái tạo hình ngày hôm nay. Phiên bản Đánh Thức Đam Mê rất hợp với Tú Tri. Tại vì Tú Tri có nhiều tố chất của một người nghệ sĩ đa năng. Chỉ cần bắt nhịp và khai phá thêm á, cố gắng bung mình hơn nữa thì anh nghĩ sẽ có nhiều tiết mục độc đáo hơn. Tú Tri đã được nhận những lời khen cũng như những lời góp ý của ban giám khảo. Vậy thì ở những tập sau hơn nữa thì Tú Tri sẽ được phát triển như thế nào? Có thêm những gì mà tất cả quý vị khán giả cũng như là tất cả ban giám khảo mong đợi không? Hãy đón xem nha. Chào Trúc Ly. Hello Trúc Ly, xin kính chào tất cả quý vị đang xem đài ạ. Hôm nay mình mặc áo bà ba ha, rồi có giải lụa nữa nè, rồi có cái quạt nữa nè. Chắc là cũng sẽ một bài múa nhẹ nhàng gì đây. Nhưng mà mọi người đừng có để bị đánh lừa. Tại vì biết đâu trong bài múa của cổ nó có nhiều cái nó trúc trắc lắm. Cái chỗ này phải hỏi anh Ân. Anh Ân ơi, có một cái thiết kế riêng nào đó cho Trúc Ly không ạ? Khi mà chị Duyên đưa bài giúp Trúc Ly á, chị Duyên nói là Ân ơi, khó hơn nha, múa nhiều hơn nha, nhiều hơn lần trước nhiều nha. Mình với ekip á mới nảy ra một cái ý định, đó là cho Trúc Ly đứng trên một cái ghế như thế này. Một cái ghế rất là trong chênh, và tay phải thì cầm lụa, tay trái thì cầm quạt, kết hợp với nhau như vậy độ khó tăng lên rất là nhiều. Cái này trường lo cho Ly quá. Ly ơi, thấy khó quá không? Mới đầu khi mà em nhận được bài từ anh Thiên Ân thì em cảm thấy quá khó mà không dám nói. Giờ lỡ nói luôn đi không sao, có xin anh bớt lại chút xíu được không? Tại vì khi mà múa đó là kết hợp vừa tay vừa chân là nó đã khó rồi, thì mình dễ lọng cộng lắm. Rồi vừa phải hát, vừa phải thể hiện cảm xúc nữa thì nó khó vô cùng. Và đó cũng chính là những điều mà các thí sinh của Đánh Thức Đam Mê chúng tôi hết sức phải lưu ý. Bởi vì chương trình không chỉ là đánh thức những cái tiềm năng có sẵn của các bạn đâu, mà còn phải làm nó ở một mức độ chuyên nghiệp. Bởi vì khán giả của chúng ta, bà con của chúng ta luôn đòi hỏi những tiết mục phải nói là chất lượng cao nhất về dàn dựng, về kỹ năng của người nghệ sĩ và cả là câu chuyện bên trong đó nữa. Còn bây giờ quý vị khán giả thân mến, chúng ta hãy cùng đến với bài dự thi của ca sĩ Trúc Ly. Nợ em một khúc dân ca tỏ tình, còn anh ôm mối tương tư của một khúc dân ca, anh nợ em từ khi biết yêu. Câu lý chung tình yêu nhau cho trái tim mình bay cao. Khúc dân ca còn đỡ trong năm. Chân đất lưng trần còn nhớ không anh, trên cầu tre cắm tay dắt nhau, hai đứa hay ngồi lưng trâu thơ thẫn trên đồng bát ngát. Bắt con cua đồng đem về nấu canh, một khúc dân ca em tặng anh khi biết yêu đầu. Điều lý thương nhau mang trầu cao mình chơi rước dâu, tay nắm tay quỳ bên nhau. Hai đàn gió phố chúc cho đôi mình tình đẹp trong năm. Thương nhau chính đời mười giờ, gừng cải muối mặn xin đừng bỏ nhau. Trao anh một lá trầu xanh, nợ em một khúc dân ca tỏ tình, còn anh ôm mối tương tư của mình. Một khúc dân ca trao về em cho mỗi duyên đầu. Một khúc dân ca anh nợ em từ khi biết yêu. Câu lý chung tình yêu nhau cho trái tim mình bay cao. Khúc dân ca còn nợ trăm năm. Câu lý chung tình yêu nhau cho trái tim mình bay cao. Khúc dân ca còn nợ trăm quá đã. Cái giọng hát thì ngọt hơn miếng đùi luôn, hát những cái luyến lấy, những cái câu bỏ nhỏ nó thanh thao nghe rất là hay. Tay nắm tay quỳ bên nhau, cô bác hai đàn gió phố chúc cho đôi mình tình đẹp trăm năm. Giọng hát Trúc Ly từ tập rồi đến tập này chị thấy rõ ràng là có cái sự tiến bộ dày dặn hơn, có cái độ trau chuốt chữ rồi rất là vừa ý của chị. Thực sự thì chị là cái người cũng đã chuyên hát nhạc quê hương mà cảm thấy rất là hài lòng. Bài này em nghĩ là một trong những bài mà em hát hay nhất trong cái dòng nhạc dân ca. Có cái này thì anh không biết có đòi hỏi cao, nhưng mà anh thấy cái điệp khúc về hát anh muốn cái bài này nó nảy hơn chút nữa. Với cái bản múa này về cái phong cách đạo diễn thì anh lại thấy cái chỗ đó, nếu mà hát được nảy theo cái nhịp đó thì nó sẽ quyện hơn với cái động tác. Có một cái chữ á, cái nốt thấp thì em hát rất là hay, nhưng mà trái tim mình bay cao á, sau cái chữ cao á anh có cảm giác nó chưa tới. Câu lý chung tình yêu nhau cho trái tim mình bay cao. Khúc dân ca còn đỡ trăm năm. Có nghĩa là cảm thấy nó hơi hụt một chút xíu, nhưng mà riêng Ngọc Sơn cái nút bay cao đó nó rất là thoát, không bị gồng nghe cả nhà. Chứ bay cao nó thoát, nó còn cái độ ngân trong đó, nghe nó rất là nhẹ nhàng. Ngày hôm nay anh thấy em có sự tự tin và mạnh mẽ hơn ở trong những cái bước nhảy. Hồi trước em còn hơi rón rén, chứ hôm nay em mạnh dạn hơn. Em đã hòa nhập và cái sự dứt khoát của em là nó có. Cái quạt với cái lụa mà em không dứt khoát là nó không bay ra nổi đâu. Dù là nhìn kỹ thì nó có những cái ngượng ngùng, nhưng mà thật sự cái ngượng ngùng cũng rất duyên dáng. Anh nghĩ đôi lúc ở trong nó hơi lỏng cọng một chút thì người ta tin vào cái nhân vật hơn. Tại vì thật là quá điêu luyện á, có khi lại phải đánh mất cái sự dễ thương của cái cô gái này. Thật sự là hôm nay em làm rất là tốt, dàn dựng một bức tranh quê hương thì rất là đẹp, cái màu sắc rất là yên bình. Đặc biệt anh ấn tượng với cái sắc vàng, cái ánh sáng ngược ở đôi chỗ nó rực rỡ, nó giống như nắng mai nó chiếu lên rất là đẹp. Trước đây em thấy sao? Từ nay trở đi em có muốn rằng những cái bài hát, những sản phẩm của em mà khi em phát hành ra để mà tặng quý vị khán giả thì em có lòng thêm những cái phần mà em đã được đánh thức trong cái chương trình này không? Dạ, thật ra là em rất là thích múa. Khi mà mình hát á, mà mình hòa quyện vào những cái giai điệu của bài hát bằng hình thể của mình, nó sẽ làm mình bay bổng hơn nhiều. Và em cũng đang sắp xếp là Tết này sẽ là một số bài hát vui vui kèm vũ đạo, mình có thể giải phóng cơ thể của mình nhiều hơn. Và hy vọng Trúc Ly của ngày mai sẽ đặc sắc hơn của ngày hôm nay nữa. Xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn 4 cô gái đã khép lại một năm 2021 với phần trình diễn mãn nhãn, mãn nhĩ và mang tới cho khán giả những phút giây thật ngọt ngào sầu lắng. Và trước khi đến với kết quả chung cuộc ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng đón nhận một món quà nhỏ đến từ các thí sinh nha. Xin chào quý vị khán giả. Không khí se lạnh của ngày đông đang được sưởi ấm dần bởi mùa xuân đang đến. Lưu Trúc Ly kính chúc cho quý vị trong năm mới này sẽ gặp nhiều may mắn, nhiều sức khỏe, thật nhiều thành công và luôn luôn bình an nhé. Cảm ơn quý vị đã theo dõi Tri cũng như là theo dõi chương trình suốt khoảng thời gian vừa qua. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Và bây giờ là kết quả cho đêm tranh tài hôm nay. Sau 4 cuộc thi, tỷ lệ bình chọn mà các bạn nhận được là: xin chúc mừng Quỳnh Như đã xuất sắc nhận được tấm vé bước vào vòng trong với tỷ lệ bình chọn 97,4%. Tuần sau sẽ là sự xuất hiện của các thí sinh ở bảng 3: Dương Thanh Vàng, Tuấn Dũng, Vi Nguyễn và Bảo Bảo. Xuất thân đều là diễn viên hài, liệu 4 chàng trai sẽ mang tới đánh thức đam mê mùa 2 những điều hấp dẫn như thế nào? Hãy cùng đón xem tập 9 được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ 6 ngày 7 tháng 1 năm 2022 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào lúc 13 giờ thứ 7 ngày 8 tháng 1 năm 2022 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2.